Xin chào anh em đã đến với kênh Phụ Tùng Ô Tô Đại Thanh Tú nha. Hôm nay tôi xin giới thiệu một số cái mặt hàng mới về bên tôi. Đó là Zotwin này. Cái này cái gì? Bát Bèo này. Rồi ít tông phanh này. Rồi chân máy này. Zotwin cân bằng này. Và các cao su treo bô nhá. Đây. Đầu tiên là Zotwin lái trong này, cái này của Hilux Fortuner này, 3.0 đời mới này. Đây. Tiếp theo là chân máy. Chân máy. À, bát bèo xem gì này. Hilux 2014. 2014. Rồi đây. Mở ra cho mọi người xem hàng đó. Hàng đều được nhập khẩu Thái về nhé. Rồi chân máy Senna City. Cao su treo bô. Cao su treo bô này. Rất nhiều anh em. Đây. Mọi người có thể nhìn qua cái bên trong của nó. Cao su treo bô này, co đăng cơ này. Nó nhiều, nó dùng được nhiều xe lắm ạ. Zotwin cân bằng 3.3 của hãng. Cái này dùng cho 2KD này, Innova này. Hàng 3.3 nhá. Hàng Thái rất là đẹp ạ. Đây. Cũng về được vài chục cây. Đây Zotwin cân bằng của xe Atit ạ. Atit các bạn nhé. Atit Yaris hàng 3.3 của Thái. Make in Thái Lan này. Yaris này. Mã này. 48820 0D0 20. Đấy, chân máy. Chân máy Tela City, hãng sản xuất Tela City. Cái này chân máy Kios. Sản xuất từ 2004 đến 2007. Ghi Tena City ở đây luôn. Tena City này. Rồi đến cái piston phanh sau Vios 03 nhé. Piston phanh này nó chưa có phanh tay đâu ạ. Đây bát bèo Vios 08 này. Thái Lan, toàn bộ hàng Thái Lan. Ngoài Hilux, Innova này. Anh em bạn bè mà có nhu cầu mua hàng này, hãy liên hệ với mình nhé. Và hãy đăng ký kênh để được xem những video mới nhất về những sản phẩm bên mình về nhé. Vâng, xin chào.